hân hạnh gửi đến quý vị khán giả vở cải lương màu sắc Con trai chàng họ Sở, tác giả Nhị Kiều Tuấn Khanh, đạo diễn Hoa Hạ, biên tập Hữu Tại, tân nhạc Thái An, cổ nhạc Văn Hải, Thanh Liên, Duy Thanh, âm thanh Hồng Giang, với các nghệ sĩ được mến mộ nhất thành phố Hồ Chí Minh: Vũ Linh, Phương Hồng Thủy, Lương Tuấn, Linh Tâm, Thoại Mỹ, Diệp Lan, Duy Phương, Minh Nhí, Giang Thảo, Hữu Tài, Phương Tần đồng tham gia thực hiện chương trình. Hàng Quý Vũ ơi, Hàng Quý Vũ, tỉnh lại mau đi, mai Nhật Sơn nó đã về đúng hẹn rồi. Hàng Quý Vũ ơi, Vũ, Vũ, thằng cái thằng này, Vũ, chạy tỉnh, tỉnh dậy. Thằng Vũ nó về tới rồi đó à. Nó đã uống hết 5 giờ rượu trong lúc chờ đợi á. Vậy là ba chúng mình đều đúng hẹn với nhau phải không? Đúng rồi. Đúng hẹn quá đi chứ còn gì nữa. Tiếc quá trời phải chi còn rượu của mình khao bữa nữa ha. Vũ à. Được rồi, Vinh yên tâm. Để tôi ra nhà sau lấy rượu thêm cho. Vinh yên tâm. Ê, Sơn Đệ ơi. Rượu ở đâu mà đằng sau đó có hả? Đệ còn nhớ chỗ ông chủ quán này giấu rượu từ trước khi đệ xa thứ lập công danh. Vinh yên tâm đi. Vậy à? Vậy thì vô lấy đi. Vô lấy thôi. Trời ơi, Diệp Tình. Ê, Hào Vũ ơi. Vũ. Trời ơi, nằm hoài thiệt tình. Vũ. Tỉnh lại mau đi, để mừng thằng Sơn nó trở về, rồi say nữa, biết không? Tỉnh dậy đi, tỉnh dậy. Rượu đây, có rượu đây. Rồi, đang tới rồi, rượu đây. Trời ơi, thấy bình rượu nó ghét quá. Trí nhớ của đệ thật là dai nha, nhưng mà nếu đến khi đệ say, không? Rồi cái nguy hiểm lắm mà nghe, lúc bọn cướp trở lại lấy ai mà chống cự chứ? Hen. Quên đi. Hả? Bây giờ hen. Sao? Quên tạt vô mặt thằng Vũ một bầu nước lạnh là nó tỉnh lại liền nha. Tạt nước vô mặt nó. Nó mà tỉnh lại á thì để cái quyền sai một cách đường hoàng vô sự. Đúng rồi. Để phải sai cho bớt buồn Quynh nè. Đúng rồi, để cái việc sai đi. Còn có chuyện buồn. Hả? Ê, đệ ơi. Để nói đệ buồn mà đệ buồn chuyện gì? Con Quynh có thể biết được không? Thất tình. Trời ơi. Cái gì? Thất tình. Người xưa đã bạc vô âm tính. Ta trở về ngơ ngác cạnh lòng đau. Đau ẩu. Nói dốc. Đệ nói dốc quá. Cho đệ hay ngang. Không có qua mặt huynh được đâu ngang. Mới tới đây nè, đã biết người yêu của đệ rồi. Biết người yêu của đệ rồi. Rồi biết hết trơn á. Mang một cái tên thật là đẹp. Muốn nói không? Được, huynh nói đi. Nói không? Đây là tên là Kiều Mộng Đào phải không? Đúng rồi. Không. Cô ấy không phải là người yêu của đệ. Ủa? Mà sao Quynh lại biết tên cô ấy? Trời ơi, cái gì mà Quynh không biết được. Quynh còn biết thêm là cô là con nhà giàu nha, mà tánh tình thì rộng rãi nữa. Túi bạc này là của riêng cô ấy, tặng cho Quynh xài. Trong khi chờ đệ tới, đúng hẹn nơi này, cổ có nhà Quynh nói lại để hai rạng sáng ngày mai. Cổ tới đây gặp mặt cùng nhau vui thường lạc, để tìm người khác hơn đã biết việc hạ phương. Thế là cô đó không phải là người để luôn nhắc nhở suốt 2 năm trời. Cô đó là bạn vui, còn người để yêu huynh chưa gặp đâu. Ủa vậy hả? Để hỏi thăm khách nguyện ai nấy đều tính niệm. Chỉ một người cho hay nàng không còn ở đây. Vậy là có thể nàng ly hương gì bọn cướp. Để cũng thoáng nghe tin gia đình nàng bị bọn Cường Sơn làm tan nát. Không biết thân phận nàng giờ tối giác về đâu nữa. Có lẽ nàng hiện đang sống trên cửa rộng nhà cao. Mày đã có quyền sai cho bớt khổ đau bởi vì tao đã tình. Nguyên Vũ, mày vừa nói gì? Tao nói rằng tao đã ở đây 5 hôm rồi để đợi chờ mày đúng hẹn. Nên tao đã biết tận tường câu chuyện của kẻ ly hương. Suốt 2 năm trường, mong dệt thành ước mơ của kẻ tài trắng đơn sơ. Thầm yêu một nàng tiểu thơ. Mày đã tỉnh chưa, hãy nói lại những gì đã nghe ở đây trước lúc
bất hướng nào. Hãy nói liền tao nóng lòng nghe. Nàng đã ra sao, ở đâu tao chẳng gặp nàng. Nàng đâu có đợi mày, chôn quan sơ đâu giữ được khách trang đài. Nàng đi tìm một chân trời đẹp hơn. Má Nhật Sơn nhân danh một người bạn, tao khuyên mày quên lãng chuyện nàng đi. Cứ luôn cho sai để mừng tụi mình xung họp, chuyện tình đầu ai dễ nào quên. Nghĩa là mày vẫn yêu một cô gái không hề yêu trả lại mày à? Động lực chính của tình yêu là yêu, chứ đâu phải được yêu. Trời ơi, biết vậy thì cứ tiếp tục yêu đi, yêu theo cách đó đi. Trời ơi, chứ sao lại cứ kêu ầm lên là nó đau khổ, mệt đệ quá. À chủ à, nhưng ai đã nói cho mày biết chuyện của nàng? Cháu gái ông chủ quán. Chủ quán này có người cháu gái nào đâu. Thì chắc là người giúp việc, được ổng thương xem như là cháu. Chút nữa mày hỏi lại cổ xem. Chủ quán đâu rồi, chủ quán? Hôm nay là ngày ông nộp thuế cho bọn Cường Sơn. Tao còn thiếu ổng 5 đêm tiền ăn ở, nên lãnh phần việc cướp để trừ nợ đó. Chắc tụi cướp cũng sắp trở lại đây rồi đó. Ủa, tụi nó tới đây rồi sao? Tới rồi, trời ơi, ta bất kiên này mà mệt muốn chết gì nha, chứ không phải giỡn đâu mà nghe. Bộ anh đánh nhau với bọn cướp hả? Không phải đâu, trời ơi, đừng hỏi móc họng. Lo chạy trốn gần chết muốn đứt hơi luôn rồi nè. Mà bọn nó tới hồi nào? Hồi mày còn gục đầu sai như chết đó. Đúng rồi. Tao đã cho chúng một trận nên thân rồi. Đúng rồi. Vậy là chút nữa tới phiên mày có quyền sai, trong khi một mình tao tiếp chúng. Quan huyện mới đến trấn nhầm nơi đây, sao lại để cho bọn cướp lộng hành chứ? Trời ơi, thì bây giờ mình đi tìm cái lão quan huyện để bắt lão phải giải đành câu hỏi đó chứ gì nữa. Ta đã đến đây rồi để tìm bắt lũ gian nhân. Kính chào huyện quan, tiện sinh đây là Mã Nhược Sơn. Mã Nhược Sơn, ta có nghe gì tiền nhiệm nó đến nhà ngươi nhiều lắm, hôm nay tao mới gặp mặt. Sao 2 năm bỏ xứ đi rồi, bây giờ nhà ngươi định trở về quấy nhiễu dân làng Xuân Thượng này chăng? Huyện quan vừa mới nói gì? Huyện đường vừa nhận được đơn khởi tố của một lương dân cầu cáo Mã Nhược Sơn gây giết trọng thương để cưỡng đoạt số tiền. Tôi mới trở về làng hôm nay, nào đã gặp một ai? Thôi đừng lắm lời, đuổi quanh chạy tội, ngươi hãy nạp mình trước những kẻ vừa hành luật công đừng để nhọc đến gặp. Tình nguyện quan bình tâm nghĩ cạn lời dạy bài, tiện sinh hậu phân xử cho công minh. Tiện sinh chỉ mới về đến quán cô miên, thì đến đầu cáo cũng đi đành ở quán cô miên. Nạn nhân bị cưỡng đoạt một túi đầy vàng bạc. Thế thì không phải nạn nhân mà là Cường Sơn đạo tặc vừa bị bạn tôi trừng phạt. Cái gì? Kẻ cáo gian chính là một tên cướp núi. Huyện quan là người thừa hành luật pháp mà không hay biết gì bọn cướp núi đang lộng hành tại huyện này sao? Quan hay ưng, nhà ngươi hãy đến huyện đường đổ chất. Đây là lệnh của một viên quan thừa hành luật pháp. Linh dân. Kiên quân, anh ở đâu? Kiên quân. Tao đây nè. Tao hỏi gì không biết nè. Tao ghét cái mặt trả, tao muốn ngó mặt nên tao trốn ở dưới đất bàn á. Quynh ở đây chờ đệ theo chức thằng Sơn, chút nữa đệ trở lại nha. Tao đó, chút nữa mày trở lại đặng mày đem chôn tao luôn hả? Tao lỡ bọn cướp nó trở lại, có mình tao, thế nào tao cũng chết ra, tao nói cho biết đó nè. Tôi chỉ theo nó ít dặm đường rồi trở lại ngay. Cô ơi, cô ơi, cái cô gì đó ơi, cái cô gì ơi? Mở cửa! Tới rồi! Ai đó? Mở cửa đó! Nó vô! Tử! Kìa cô! Tử! Cô đi đâu nãy giờ vậy? Hai thằng bạn tôi nói trời quá đất á! Mở cửa cho quán vào lên! Cô tính cách nào? Trời ơi, bọn cướp nó tới rồi kìa, trời ơi. Hai thằng bạn tôi nó có việc phải đi rồi, còn cô là bạn gái. Trời ơi. Còn anh chi? Trời ơi, tôi nói làm gì chắc chết quá, trời ơi. Hồi nãy cô trốn chỗ nào, giờ cô chỉ đi làm ơn lẹ lẹ cho tôi trốn. Trời ơi, chết quá. Trời ơi, trời ơi, tôi chỉ, trời ơi. Trời ơi, dạ, tôi không còn đâu, có làm gì đâu. Cô là con. Hả?
Ủa, không phải ăn cướp đó, lính quyền con rót nước mời đi, mời bạn muốn chơi đi. À mà thôi thầy, bích đi đây này. Ủa cái gì vậy? Được rồi Giao Trinh, suốt một tuần trăng ta cho quân đi tìm nàng mãi, không ngờ ta lại gặp nàng trong lữ quan đơn sơ này. Tại sao nàng lại muốn tránh ta và từ khước địa vị một bà quyển quan vào sàn nò ấm? Vì tôi tự xét mình không xứng đáng. Đừng mãi dùng lời ngụy biện ấy. Khi nàng lẫn tránh ta để chạy theo một thằng con trai khác, nó đã hẹn gặp nàng ở quan này. Nó tên là Mã Nhược Sơn phải không? Không, tôi không hề yêu Mã Nhược Sơn. À, vậy là nàng đã tìm ra một thằng khác đã làm đẹp lòng nàng hơn Mã Nhược Sơn. Phải, tôi đã yêu một thanh niên ở phương trời xa lạ. Dù nó ở nơi nào, ta cũng sẽ bắt nó như đã bắt Mã Nhược Sơn. Vì cả hai đứa cùng chung một tội, đó là tội yêu nàng. Những kẻ đáng chết là bọn Cường Sơn đạo tặc. Ngài khiếp sợ chúng hay sao mà không dám diệt trừ đi? Bọn Cường Sơn trên núi Trường Thạch Nhũ vốn là bạn cũ của ta. Ngày trước ta cũng là một tên cướp núi. Tên tham quan hãy sẵn sàng đền tội. Chính nhà ngươi đã tự gỡ mặt nạ giấu che những hành vi bỉ ổi của mình. Nhà ngươi đã rình nghe trộm chuyện của ta. Vì nhà ngươi cũng toan ăn trộm hương sắc của một cành hoa biết nói. Không, từ hãy tha ơn tính lại cho ta. Ta tạm tha chết cho nhà ngươi và giữ ấn tính này để đánh đổi Mã Nhược Sơn toàn vẹn. Sáng mai ta sẽ đến viện đường. Đi. Cảm ơn anh. Người nói câu cảm tạ phải là tôi. Nhờ cô mà tôi đã biết vui khi làm chuyện phải. Nếu ban nãy tên Nguyễn Quang thỏa lòng tham cuồng dại, thì tôi sẽ là người thứ hai ôm mặt khóc sau cô, để tiếc thương cho một hương sắc đẹp như mơ, phải héo rũ một bài thơ chưa trọn ý. Chút nhan sắc đơn sơ lại dục được lòng tráng kim sĩ. Ai kia đã nói trọn những gì thiết tha trong càng nghi, giờ đến phiên tôi biểu lộ ý tương đồng. Trong tấm lòng văn trinh chưa có một bóng hình, gây niềm thương nỗi nhớ bóng sợ lo cho mình không dẹn dình thân. Khi thấy ai trong nghiệp vòng tay phường tham quan, tôi lo cho cô bị dập ni vùi dung. Tôi thầm cảm ơn những phút giây hải hùng đã mở đường dẫn lối cho tiếng nói tâm hồn dần đến tìm ai. Từng tiếng nói của ai làm tình yêu tới trong bàng hoàng. Tiếng yêu nàng như ngủ ở trên môi. Chỉ bay yêu tôi một thân thế đơn, tôi đã biết trọn vui rồi. Ta sẽ yêu em đến cuối cuộc đời. Trăng sáng giùm mình chứng cho lời. Giao Trinh, hãy theo anh vào mộng. Giấc mộng đầu và sáo hết cuộc đời em.
xin gió chi vô đắm sai lơ màng. Tình ta theo tiếng ca chung nhịp trái tim. Nguyên Dũng, anh chưa ngủ sao Kiên huynh? À, hay là huynh thức để chờ thai phiên cho đệ? Hả? Hả Nguyên Dũng, mày nói gì lạ vậy chứ? Giữa anh em ta không cần đến chiếc mặt nạ đạo đức để giấu che dục vọng dưới dòm trời điêu linh của triều đình Nam Tống. Chỉ còn có tình bạn của chúng mình là đáng tôn trọng mà thôi. Tình bạn à? Ta cười quá. Tình bạn mà mày vừa nói đầu môi đó, nó đáng tôn trọng lắm phải không Hà Nguyên Vũ? Huynh muốn đệ phải làm gì để chứng minh là đệ quý trọng thâm tình bằng hữu? Thì mới lúc vào đêm tao đã không quên một kẻ mang tên Hà Nguyên Vũ. Ngoài miệng thì nói trước sau vẫn trọng câu thâm tình bằng hữu, mà nỡ đi cướp người yêu của bạn giữa đêm trường. Sao bao năm tháng cùng chung kia khắp chuyện vui buồn, trên khắp các nẻo đường yêu bạn, ba đứa mình xem như một mà thôi. Mày từng nhớ giờ gặp nhau chưa cạn chén giao bôi, lời thăm hỏi còn cái môi chưa kịp nói, thì một đứa lại đang tâm thừa cơ hội, bạn mình đi hàng quan mà dở quái vô nghị. Để biết là huynh sẽ nói những câu này mà. Không còn ai là bạn bè với mày nữa đâu. Mày điên rồi. Chính tay mày nghe chính mắt mày thấy, lão Nguyễn Quan phát giác cô giáo chính là người yêu của Mã Nhật Sơn mà. Huynh cần nên xét kỹ hơn, giáo chính chỉ là người mà thằng Sơn yêu thương tha thiết, chứ cô ả không hề yêu trả lại thằng Sơn. Cô ả chạy theo một thằng khác sang giàu hơn, trong khi bạn của mình vì ái tình bị Viễn Quan gây họa, nên để quyết cá thù cô á tu tạo của ta tình, để đây là một kẻ chung tình. Trong khi để sẵn sàng hành động sở khanh, sao đêm ân ai không mong gì gặp nữa. Nếu huynh vẫn chưa tin đi Hà Nguyên Vũ, thì tội phán bạn mình tin đừng dùng tứ để chờ đây. Thôi đứng lên đi, tao đã thấu hiểu dụng ý thâm sâu và cay độc của mày rồi. Đời này chưa hết những gã sở khanh, nếu còn những cô gái không biết yêu với trái tim mà chỉ biết say mê danh vọng tiền tài hoặc cái mã đẹp trai hay một vài đường gươm thế võ, bây giờ mày tính sao? Thì rút dù mau chứ còn làm sao nữa, trả thù cho bạn rồi giờ phải lo cứu mạng thằng Sơn. Phải đó, chúng ta mau đến huyện đường. Ê, chết rồi, để còn bỏ quên cái choàng trong phòng của cô ả. Ồ, có đáng gì, mình mua sắm lại ngày mai. Thôi ta đi. Hà Nguyên Vũ. Em đợi đến lúc anh đi mới dám trông theo anh mà gọi tên Hà Nguyên Vũ. Mỹ danh của một chàng họ Sở đã lên y. Em không trách gì anh, cũng không tự trách em, vì đã dâng trọn cuộc đời cho người mình yêu là một điều em hằng mong ước. Em không trách anh, vì thế cuộc này không còn gì đáng cho anh tin tưởng. Giữ em trong tay mà anh không nghĩ rằng em đã yêu anh. Nhưng sau này em còn nhiều dịp cảm hóa một gã sở khanh.
Cô Trinh, mấy giò rượu của tôi sao lại ở đây vậy? À, thôi rồi rồi, chắc là cái thằng Liều mà ăn lộng hành nè. Mấy giò rượu quý của tôi để dành mà nó cũng moi ra nó uống được nữa. Không đâu chú Ngôn, mấy giò rượu sau bếp á thì chính anh Mã Nhật Sơn đã moi ra đó. Hả? Cậu Mã Nhật Sơn hả? Vậy ra đêm qua cậu ấy trở lại đây hả? Không, anh Sơn chỉ ghé vào trong khoảnh khắc hả? Thiết đạo Sơn Hầu, mau bỏ tay hàng phục. Ưng nông nên mà chết không kịp chối. À, trời ơi, Thiết đạo Sơn Hầu tới rồi. Trời ơi, thằng ăn giật đang liều mạng mục đánh nhau với Sơn Hầu ở ngoài kia kìa. Cô Trinh ơi, thôi trốn trốn đi cô Trinh. Dừng lại. Tên kia, xưng danh mau rồi chịu chết. Ta, Hà Viên Vũ, xưng danh rồi đó, đánh nữa đi. Thôi, dừng lại. Ta không muốn giao đấu với nhà ngươi nữa, mà ta chỉ muốn kết bạn cùng người. Kết bạn? Đúng. Ta mà lại kết bạn với một tên Cường Sơn Đạo Tặc như nhà ngươi à? Tuy mang danh Cường Sơn Đạo Tặc, nhưng ta vẫn trọng người nghĩa khí, phục kẻ anh hùng. Vì vậy, sau khi so tài nhau ngoài 50 hiệp bất phân thắng bại, ta muốn khuyên Hà Nguyên Vũ nên chung sống với ta trên núi Trường Thạch Nhu, đợi thời cơ để diệt trừ Lũ Giang. Ta ẩn tích mai danh dưới cây võ Cường Sơn Thảo Châu, mà danh dự kẻ làm trai không bị lỗ quen sỉ nhục. Khi ta cướp của ác bá Cường Hào để dành lo cứu tổn phò nguy, nên thuận tình kết bạn với ta đi. Nếu biết rằng tôn kỵ, ta chẳng ngại gì mà không làm bạn với người. Những kỵ đó là tiếng nói ở đầu môi, vì ta thấy ngươi còn cướp đoạt của lương dân. Như chủ quán này đây đâu phải là phú thương vọng tộc, mà ngươi vẫn đòi nộp thuế cao. Trước kia ta lầm tưởng hắn là độc phú bất lương, nay biết rõ ra thì ta đâu còn hết buồn. Chỉ vì hắn ta sợ như lệ cũ mấy năm rồi, nên mới gian cầu sự che chở của nhà ngươi. Lần xuống núi này đây, cốt ý ta muốn răng tôm chi viện, và cướp lương thực của Cường Hào để đem về nuôi đám lâu la. À, nếu đúng như lời của Hảo Hứng, thì tôi xin hứa năm sau sẽ trở lại để làm lễ giao thề kết nghĩa. Tôi rất hoan hỷ đợi ngài anh hùng trở lại. Bây giờ tôi muốn được lên Trường Thạch Nhũ để xem qua xào huyệt và cách tổ chức của người. Tốt lắm, xin mời Hà Tráng Sĩ. Rồi, đi hết trơn trọi rồi. Nhưng mà mai mốt thì còn khổ nhiều hơn nữa nè. Sao vậy? Thì nếu cái thằng ăn giật đó mà nó làm ăn cướp thì nó ăn hết quán tôi chứ sao. Cô Giao Trinh ơi, cậu Nhật Sơn về rồi kìa. Kìa, chú Ngôn, chú vừa gọi ai đó? Hả? Em đó hả, Giao Trinh? Giao Trinh, tôi đã cố tìm em từ lúc mới hồi hương. Tại sao em vẫn quyết tình lẫn trốn Mã Nhật Sơn người bạn cùng? Tôi đã yêu em với mối tình chung thủy và lặng lội tìm nhau qua muôn dặm quan. Mong tư nhân trải qua bao năm tháng chẳng nhớ thay mà. Cô gái đẹp nghĩ nhiều làng xuân thường, mới năm nào tóc chưa cài nước còn rõ bờ dây. Mỗi chiều buồn khi nắng tắt cánh dần, ngồi đếm lá rơi mà lòng thường ngắm bóng em chập chờn bên dạng dâu xanh như nàng tiên ngắm nhìn chốn lòng mộng. Tội nghiệp
cậu Sơn với cô Giao Trinh. Trời ơi, hồi tôi còn nhỏ nghe chuyện ái tình đâu có rối như vậy. Tình tôi mơ trong tâm tư, mong ngày mai sẽ thành danh. Cùng ai con mấy thân thân yêu, sẽ đắm say ngàn nghĩa thơ. Những người đấu gặp nhau chỉ chút tin buồn khổ, vì tên sông cửa lá thân đã ngược dòng. Giao Trinh ơi, tại sao nàng không nói dòng một tiếng nói cũng toàn. Vì tôi đã cam đành với số phận, thì không bao giờ tôi oán hận nàng đâu. Chết rồi, hắn lại đến nữa. Cô Giao Trinh ơi, làm sao bây giờ? Chạy trốn đi. Ta đã đến rồi, đừng chạy mất công. Đứng lại, của ta là Mã Nhược Sơn đây, ngươi đừng hòng uy hiếp người cô thế. Cô gái này và nhà ngươi là người thân của Hà Nguyên Vũ, vậy thì tất cả đều là bè bạn với nhau cả. Hắn nói gì vậy chú Ngôn? Nó nói bạn của cậu đã nhập bọn với nó rồi. Trời, Hà Nguyên Vũ đã nhận lời kết bạn với nhà ngươi à? Phải, Hà Nguyên Vũ đã nhận lời sẽ đúng hẹn năm sau. Hắn sẽ cho ta biết ý định thế nào. Trong lúc chờ đợi, ta tạm coi hắn là bè bạn. Còn nhà ngươi? Còn ta? Ta sao? Cũng muốn cùng nhà ngươi ước hẹn. Một năm sau ta sẽ trở lại nơi này. Những gì xảy ra chừng đó sẽ hay. Ồ, ta vui lòng đợi hai người bạn quý. Ta sẽ biến quán này thành một cao lâu tráng lệ. Lão Ngôn sẽ là quản lý của ta. Còn cô bé này à... Nàng là người quý mến của ta. Được rồi, nàng sẽ là con tin trong lúc chờ đợi Hà Nguyên Vũ và ngươi trở lại. Nhưng mà hãy yên tâm, nàng sẽ được chăm sóc chu toàn, không một ai được đụng chạm đến nàng. Tuy ta sống ngoài vòng pháp luật, nhưng vẫn tự giữ mình trong vòng đạo lý. Người thân mến của bạn ta đã xem như là chỉ trọn đời. Lão Ngôn, hãy đưa bà chị vào trong phòng riêng để ngươi nghỉ. Hẹn ta kiếm một năm sau. Mong đúng hẹn. Bớt người ta, ai cứu giúp tôi, bớt người ta. Ai cứu tôi. Bớt người ta, trời, có một con dây được leo thang nè. Bớt Giao Trinh ơi, Giao Trinh ơi. Đứng yên. Bùi Xuân Thọ. À, Thiết Trảo Sơn Hồng. Ta vắng nhà chưa được bao lâu mà nhà ngươi đã dở trò manh động à. Thiết huynh ơi, xin hiểu giúp cho đệ mà. Còn tình nghĩa gì với hạng nhà ngươi nữa? Thiết Trảo Sơn Hồng, nhà ngươi đã quên nghĩa thâm giao chỉ vì một ai đàn bà. Đừng nói vậy. Đó là vợ của một người bạn thân mà bổn phận ta phải bảo vệ. Bảo vệ phải không? Được rồi, ta sẽ về quyền đường dẫn quân sĩ đến đây. Ta sẵn sàng đợi gặp nhau lần trước. Đem rượu cho ta uống coi Lão Ngôn. Dạ, có liền. Hãy dẹp thứ rượu này. Đem ra đây thứ rượu thiệt ngon để ta đãi khách. Giao Trình, hãy giao con nàng cho Lão Ngôn mang đi chỗ khác. Đừng để tiếng khóc trẻ con làm bẩn lòng thượng khách của ta. Giờ đây nàng hãy nghe ta mà lo tiếp đãi một người bạn thân, một khách giang hồ Mã Thượng. Tôi đâu phải là một món hàng thuộc quyền sở hữu của ông, mà ông lại đem tôi ra đi gả bán cho người khác. Giao Trinh, nàng đang khóc đâu phải không? Thế mà ta ngỡ rằng từ lâu nàng cạn dòng nước mắt, để thay vào căm hờn oán trách một gã sở khanh đã ngoảnh mặt chia đường. Phải biết trả thù khi nhan sắc hay còn xứng, đã trót lầm lạc, giờ nàng đừng ngu muội nữa. Đại Dương ơi, tôi có lầm lạc chi đâu. Tôi chỉ yêu chân thành với một tình yêu tôi cần như hơi thở.
dẫu người yêu đã quay đi không hẹn về đây nữa, thì kỷ niệm mùa yêu đầu tôi vẹn giữ trong tim. Mỗi ngày hoa vẫn nhớ thầm thương, làm sao định nghĩa một mối tình sai đắm tình duyên, tưởng hình do quyết định con tim. Tôi mãi không quên mối tình kỳ diệu, dầu nó khiến tôi gánh chịu thương sâu thì không một phút nào. Tôi nghĩ đến chuyện qua cầu sáng ngang yêu một người khác hơn, nhưng ta thật tâm cứu vớt đời nàng, tìm cho nàng một đấng anh hùng. Chẳng xa lạ đâu mà nàng e sợ, hắn là Hà Nguyên Vũ của ngày xưa. Hà Nguyên Vũ, một tài kiếm trẻ tài ba mà năm trước đã cùng ta so tài bất phân thắng bại. Dương, tôi bằng lòng tiếp người khách đó. Vậy ông đại dương, thượng khách đã đến. Được, để ta ra đón hắn vào. Nàng hãy chuẩn bị sẵn nụ cười trên đôi môi mỏng nhé. Cô Giao Trinh, thật khổ cho cô. Không, đêm nay là một đêm vàng mà tôi hằng hoài vọng nó sẽ đến một lần trong cuộc sống đơn côi. Sao? Cô vừa nói rằng chú hãy đặt thằng Nguyên Phong vào chỗ cũ và dẹp bớt rượu đi cho Hà Nguyên Vũ khỏi say nhiều. Lẽ ra cô phải chuốc rượu cho nó say thật nhiều để nó khỏi làm điều mới phải chứ. Tôi lại muốn cho Vũ tỉnh táo một cách đàng hoàng, để lúc gặp tôi hắn không đóng vai trò một chàng họ Sở. Ủa, thế ra Hà Nguyên Vũ là... Chú dẹp bớt rượu đi, hắn vào đến kia rồi. Hãy vào đây ông bạn. Xem khung cảnh ở trong này nè, ta chỉ dành để thân mời những người bạn quý. Hãy tận hưởng những thú vui rồi nhận lời hợp tác với ta, và bạn sẽ là đại vương ở trên trường thạch nhũ. Ta đến đây đúng hẹn là ta đã bằng lòng hợp tác từ đêm nay. Thôi, ta ra ngoài cho bạn được tự nhiên. Người đẹp đâu, hãy sẵn sàng tiếp thưởng khách nha. Ta lại trở về đây sau một năm dài phiêu linh tẻ ngắt. Tất cả đều đổi khác chỉ trừ ta. Tất cả đều như trẻ lại và mới hơn, trong khi ta bị phong sương làm cằn cỗi khô già, bị các bụi làm ủ mốc cái kiếp không nhà không thân thuộc. À, cô nương, đêm nay trong quán ấm rượu ngon, ta được cung tưng làm thượng khách, và cô nương là người đẹp nhất trong số đàn bà mà ta gặp từ trước đến nay. À, nghe nói suốt năm rồi cô nương không hầu tiếp một ai, và có lẽ đêm nay có lẽ đêm nay nàng cũng không muốn cho ta nhìn rõ mặt. Giờ đây tôi cũng sẽ không đổi thay ý định, vì tôi quyết giữ tròn điều tấm nguyện với chồng tôi. Chồng cô nương ai, ở đâu? Đã đi xa rồi, đi lặng lẽ không một lời giả biệt. Thằng cha đó chắc điên nên mới chia tay với một người vợ đẹp. Còn nếu không điên thì chắc gã đã chán đời. Nè, nếu như ta được chọn thai vào chỗ hắn, thì cô nương chính là mối tình đầu mang màu xanh tươi thắm, và ta sẽ nuôi nấng trong tâm hồn. Tuổi qua niên sắp tàn, gần nửa đời nổi trôi, không nghĩ gì nhân duyên, chưa tiếng sao rung động, và hôm nay ta đời tôi
bỏ rơi không thương tiếc. Sở Khanh, Sở Khanh, đó là một loại sát nhân đáng tiếc. Thì ra cô nương đã yêu lầm một gã Sở Khanh à? Không, ngay khi hắn có ý định Sở Khanh thì tôi đã hay đã nhưng tôi vẫn yêu vẫn trao thân cho hắn từ đêm đó. Dầu tôi biết hắn sẽ bỏ quên tôi sao gió ngựa dưới sương mù. Tôi thừa biết hắn muốn làm khổ tôi với dụng ý trả thù, vì hắn chưa bao giờ thấu hiểu quyền năng dị thường và kỳ diệu của tình yêu. Vì quyền năng kia mà cái nghiệp biết bao nhiêu, tôi chỉ còn yêu một người đã cốt làm tôi lầm lỡ thời xuân xanh và nuôi hồn máu bỏ rơi như tất cả bao nhiêu người bé khác trên đời. Trở về kẻ Sở Khanh sẽ không thật lòng. Kìa làng mây trời dân thoáng bay, một đàn chim chiều mỏi cánh bay. Ngày nào mây hồng sẽ ngừng trôi. Phải, có những áng mây chiều ra khỏi kiếp đi quan. Sau khi nhận chân một lúc trời thiên thanh phơn phớt vô, có những cánh chim phiêu linh thu mình trong tổ nhỏ. Vì tổ hẹp kia có anh nghi lửa gia đình, mấy phải biết thèm cảnh sắc dịu êm, chim phải biết yêu vung trời hạnh phúc. Nhưng tôi đang yêu lần yêu đầu, và sao cuối đêm nay có một áng mây buồn dừng lại bước đi qua. Nó thức vừa đúng lúc, cha nó đã mang về hạnh phúc cho hai mẹ con. Cô nương, hắn về từ bao giờ? Hắn là ai thế hả cô nương? Là người chủ của kỷ vật này. Kìa, hả? Chiếc áo choàng của thiếu tên Hà Nguyễn Vũ, một đêm nào ta bỏ lại nơi đây. Nàng, còn bỏ rơi thêm một giọt máu, một quan thai mẹ nó đã nuôi dưỡng bằng những tháng ngày đau khổ. Trời ơi, nó là Hà Nguyên Phong, con trai của Hà Nguyên Vũ. Trời ơi, sao đến nay ta thù ghét cái tên Nguyên Vũ? Vì nó đã được dùng để gọi một gã Sở Khanh. Nó cản ngăn ta không được yêu tha thiết chân thành yêu một người con gái đã nằm trên tay mình năm cũ. Đây, con của anh đây, Hà Nguyên. Không, ta gian em đừng gọi thêm tên Hà Nguyên Vũ. Nó là tên của một loài giả thú đang vươn móng vuốt để cản ngăn ta đoàn tự với gia đình. Nó tước đoạt của ta cái quyền thừa hưởng mọi thâm tình. Trong khi ta rất cần, trong khi ta rất cần dừng lại. Nó cấm ta bước lại gần bên người thiếu nữ đã yêu ta chân thành tha thiết, mà ta nỡ đành quay mặt bỏ ra đi, không nói tiếng chia ly, không hẹn ngày gặp nữa. Lương tâm đang thù hằn,
trang nguyên rùa. Không, ta không có quyền ở cạnh mẹ con nàng. Ta không có quyền, ta không có quyền. Xin anh hãy đứng nghe đi, nghe em gọi tên Hà Nguyên Dù. Ba tiếng ấy đã một năm qua, em mắc ủ trong lòng. Chờ thoát khỏi đầu mối, chỉ có ai dạng hỏi tên chồng. Dầu em biết chưa, em không bao giờ có được phút anh yêu. Em vẫn xem anh là người mà em đã chọn cho mình. Nên xin đến nay hồi tâm rời xa bổn xứ, cho gia đình ta được cạnh tao cùng. Và không còn niềm sung sướng nào hơn. Giao Trinh, em là vợ hiền đã mở con đường phóng thoát cho đời anh. Vì yêu em yêu con, anh đã nhìn thấy cuộc đời này chưa đáng chán. Giờ ta phải tìm phương nào rời lữ quán ngủ đêm nay? Chú Ngôn, người này là cha của con tôi đó. Hả? Trời đất ơi, cái ông ăn giật ngày xưa đây hả? Suốt một năm dài, cháu đã giấu chú đến hôm nay. Vậy thì bắt tay, giữ hồn, đi cả năm rồi mới về nha. Bây giờ về rồi là tính sao? Việc trước hết là phải đưa chú và mẹ con Giao Trinh rời khỏi nơi này gấp rút. Ủa, nói vậy? Cháu đã khuyên ảnh đừng nhập phe cùng bọn cướp đó chú Ngôn à. Phải vậy chứ. Thế nào rồi cũng có ngày xứ sở sáng tươi hơn. Chớ chán bọn tham quan rồi đi làm cường sơn thì hỏng hết. Xin chú tiếp giúp cho nhà tôi thu xếp hành trang. Thế nào ông bạn mình? Trời đã tàn đêm, ta nên bàn tính chuyện làm ăn đi chứ. Thiết đảo Sơn Hầu, suốt đêm qua tôi đã suy nghĩ kỹ. Tôi thấy mình không xứng đáng làm bạn quý của anh. Tôi còn thèm phiêu linh sương gió. Ơn anh đối với tôi không phải nhỏ. Nhưng tôi đành hẹn một ngày sau gặp lại nhau tôi sẽ đáp đền. Sao anh lại tự hạ mình? Chỉ có anh đang là bạn hiền của ta. Giang sơn ở đây ta chia hai cho bạn. Anh muốn gì ta thỏa mãn anh ngay. Hãy ở lại đây. Nhưng ta đã quyết lên đường và buộc lòng làm tất cả để ra đi. Ta không tiếc chi, chỉ e sợ rằng trời nơi này bạn gặp nhiều gian. Cảm ơn Sơn Hầu đã lo nghĩ đến tôi. Nhưng dầu có gian khổ mấy, không phải gian khổ mà là nguy hiểm. Cái nguy hiểm của một tội nhân phải lẩn tránh triều đình. Sơn Hầu muốn nói gì? Trước khi tiếp bạn nơi đây, ta đã cho bọn đàn em xuống nguyện đường cướp phá. Và chúng đã giết hết những thương buôn nơi một dãy phố sang giàu. Loan tin rằng một bạn thân của thiết đảo Sơn Hầu là Hà Nguyên Vũ đã cầm đầu bọn chúng. Chưa hết đâu. Trời ơi, gã tay sai phản bội của ta là huyện quan Bùi Xuân Thọ đã cho người về kinh cấp báo lên triều đình. Rời khỏi vùng đất của ta, bạn sẽ thấy lệnh vua truy nã bạn giáng đầy khắp phố. Thiết đảo Sơn Hầu, nhà ngươi đã dồn ta vào tử lộ, nhưng ta quyết thoát ra ngoài trên xác chết của nhà ngươi. Được, nào. Hà Nguyên Vũ, sao ngươi lại dùng ám toán? Không phải ta. Chính ta đã đâm sau lưng thiết đảo Sơn Hầu. Bùi Xuân Thọ phản bội. Vì ta theo nhà ngươi rộng đã 20 năm, mà chỉ có một người đẹp nhà ngươi lại dành cho bạn mới. Nguyên Vũ, ta có lời xin lỗi và mong nhà ngươi trả thù cho ta để chính xuôi ngắm cười. Thiết đạo Sơn Hầu, hãy kéo dài vậy phút chót của cuộc đời để xem ta giết nó để trả thù cho bạn. Giỏi, hãy nhào vô đây. Kìa, đại dương.
đại dương, ta bị tử thương vì tay Bùi Xuân Thọ. Từ đây Hà Nguyên Vũ sẽ thay ta mà dìu dắt các ngươi. Bẩm đại dương, quân sĩ triều đình đang diễn sắp đến đây, đã treo phần thưởng 50 lượng vàng cho bất cứ ai giết được đại dương và Hà Nguyên Vũ. Hãy lui ra ngoài chờ lệnh. Cảm ơn bạn đã trả thù giùm và xin tha lỗi cho ta đã biến bạn trở thành một ông vua ăn cướp. Sơn Hầu, thiên đạo Sơn Hầu, chỉ có nhà ngươi mới minh quan cho ta được. Thiên đạo Sơn Hầu, nhân chứng cuối cùng đã trút tàn hơn. Giờ đây ta bỗng trở nên một tên chúa cướp giết người. Cậu Vũ đã thắng rồi, để tôi gọi mợ ra coi. Đừng, chú đừng gọi vợ con tôi ra đây nữa. Chú ngôn, chút nữa đây khi tôi đã lên liên dục vô, nhờ chú nói lại giùm cho mẹ con nàng hay tin. Tôi đã phiêu linh trong sương gió dằn trường, lần đi này là bạc tâm, không còn mong có cuộc tao cùng. Sao cậu vẫn còn muốn đi ngay sau khi đoàn tụ với Lê Nhi? Cô Tinh đã khổ yêu rồi, cậu đi nữa là cổ chết mà. Vợ con tôi thương nhất trên đời, vì thương nên đành cách ly ta. Quả tôi không hiểu chút nào, chú sẽ hiểu rằng khi tôi đi, chú cứ nhớ ghi lời tôi căn dặn. Vợ con tôi nhờ chú nuôi dùm, và nhớ khuyên vợ tôi sớm lấy chồng, bởi tôi không về nữa đâu. Trời đất, sao có chuyện lạ như vậy? Chút nữa quân triều đình đến đây, chú đem nạp thay Thiết Đảo Sơn Hầu để lãnh thưởng và tiếp phần lo cho vợ con tôi. Bẩm đại vương, quân triều đình dưới quyền điều khiển của tổng binh Mã Nhật Sơn sắp đến, hãy rút lui về sao việc cho mau. Vĩnh biệt chú ngôn. Chú ngôn, anh Vũ của cháu đâu? Chú ngôn, chú không nghe lời cháu hỏi sao? Hay là anh Vũ đã đi rồi? Hả? Cô hãy nghe tiếng gió ngựa dần xa. Trời, anh lại ra đi à? Và có nhắn gửi câu này: cậu sẽ mãi mãi không về thăm cô nữa. Gọi cậu ấy tôi phải dùng tiếng cậu, và cô cũng xem như kẻ ấy đã chết rồi. Anh Vũ, anh mới về, con chúng mình chưa nhìn tàn mặt cha, thì anh lại bỏ ra đi biển biển nữa. Hà Nguyên Vũ. Cô Trinh, cô Trinh, trời ơi cô Trinh, tỉnh lại coi, trời ơi cô, thiệt là quân cầm tú mà. Trời ơi, sao không hại chết tuyệt dòng cái thằng Hà Nguyên Vũ. Mẹ thì rất hiểu, còn con thì khát sữa cốc tu qua, làm khổ lây đến cái tân già này mà. Ôi, nuôi cho mày lớn nè, rồi mày lớn là mày giống y như thằng cha của mày ra thì khổ nữa. Tam quân, mau dừng cương hạ mã, thầy tiến lên trước rồi tao sẽ tiến xa. Dạ, bẩm tiên phương, bọn Cường Sơn đã trốn mất, không còn sót một tên nào. Vậy hãy đợi tổng binh đến, ta vào xem xét thử. Kìa, dừng lại, lão Cường Sơn chắc lão đã chậm chân bông tẩu rồi. Vậy hãy quy hàng trước mổ là yên. À, té ra là cái thằng ăn chịu công tiền đó. Dừng lại tiên quân. Ủa, cậu Sơn, xa vắng cậu một năm trời, giờ gặp lại, trời ơi, quái quá. Chú Ngôn,
có phải trong đám Cường Sơn có một gã đại vương tên là Hà Nguyên Dũng? Đó là một người bạn cũ của tôi. Ờ đúng rồi, thằng đó bây giờ là vua ăn cướp. Trời, Hà Nguyên Dũng bạn cũ của tôi mà. Là kẻ sống ngoài vòng pháp luật, trong khi tôi lại là người nhân danh luật pháp đi giết lũ Cường Sơn. Trung Ngôn, còn giáo trinh? Cô ấy đã có chồng. Hả? Và đã có con đầu lòng là một đứa bé trai. Nàng đã có chồng? Mà chồng của cô là ai? Người đó đã chết trước khi cậu về tới. Hiện giờ cô ấy khổ vô cùng. Nàng hiện giờ ở đâu? Trên nấc thang kia kìa, có một người thiếu phụ đang nằm bất tỉnh vì nghẹn ngào cảm xúc khi được tin chồng đã chết giữa thời xuân. Trời ơi, Giao Trinh, nàng có nghe tiếng vậy, có biết ta không? Giao Trinh, ngày ta đi, ta thầm mong nàng hạnh phúc. Ngày ta về, nàng lại lỡ làng nguyên. Giao Trinh, thiệt là ngang trái mà. Huy, Kiên, hãy đứng đây coi bộ hơi dư á. Thôi, qua với chú em mày ra làm sao nhậu. Giao Trinh. Giọt lệ tuôn rơi thấm dài áo bạc, tiếng của ai tha thiết như dàn lời thơ. Ngày nào ta yêu dân đi trôi từ, tiếng của ai hay là tiếng của thời gian. Ơi em có thấu giấc mơ hôm nào, ngày ta ước mơ được nàng vẫn luôn như kẻ tình si. Trong đêm thanh vắng tiếng ai mơ mà, tiếng chồng tôi nói câu yêu thương hay tiếng ai. Đêm trường thơ một kẻ không may, một phần con trai bất hạnh, đã không được yêu và cũng không có điều hoài giống là được thấy kẻ mình yêu vui cuộc sống con già má nhức lắm à. Ê, nàng vừa gọi đúng tôn kẻ đã thật kẻ đã sống qua lần đau khổ, lần thứ nhất nghe tin nàng yêu kẻ khác hơn tôi. Trong nỗi buồn còn thoáng gợn tức nhìn, mong nàng sẽ đẹp sâu suốt đời trăm năm. Hôm nay lần thứ hai tôi trốn ra, trong đôi mắt người xưa đắm lời thương sâu. Mã huynh, ơn anh đã có lần thứ hai, nhưng muốn tả lòng anh tôi còn biết làm sao. Trời đã vui duyên ta, giờ ta tình mãi theo yêu thương người cha. Thôi đừng trách nữa khi tôi đã làm nơi sao thân. Mà huynh ơi, giờ tôi sống thần với Giao Trinh để nàng được yên tâm trong cuộc sống. Con của nàng rồi đây sẽ con lớn dưới sự chiều nuôi dưỡng của tôi. Cảm ơn Mã huynh. Dọc duyên kiếp lỡ rồi, tôi tự nguyện sẽ là một người bạn tốt. Thank you.
Ai kêu ạ? Trời ơi, em gọi anh gần khang cả tiếng mà. Em biết rồi, em biết anh nghe mà anh muốn lẩn tránh em phải không? Tôi lẩn tránh cô nên tôi giả bộ không nghe đó. Nhưng tại sao cô cứ đuổi theo tôi như là đĩa đói vậy? Tại vì em đã trót yêu anh. Mà tôi thì đã trót hết yêu cô. Tìm em bảo em theo đuổi anh thì lòng tôi khuyên tôi lẩn tránh cô đó. Nhưng cũng chính anh đó, anh đã bảo với em rằng anh yêu em lắm. Lời nói kia anh đã nói bên tai em vào một tối trăng tròn. Và anh cũng đã hứa sẽ cưới em mà. Thì lúc tôi hứa là trăng tròn, bây giờ trăng khuyết rồi. Vũ trụ còn có thay đổi huống gì câu nói đầu môi phải không? Trời ơi, anh nói thế nghĩa là... Nghĩa là cô đừng theo đuổi mãi bên tôi. Tôi sẽ đi xa lắm. Cô không đủ hơi sức đâu mà theo tôi mãi như vậy. Nhưng mà anh đi đâu? Và đến bao giờ anh mới trở lại? Tôi đi đâu mặc kệ tôi. Cô biết làm gì? Nè thôi, cô về đi mà. Không, em không về đâu. Em chỉ về sau khi nghe anh hứa chắc là đến bao lâu chúng ta sẽ có cuộc tao phùng. Chắc là lâu lắm đó. Sao buổi chia ly để em yên lòng kiếp chẳng vòng quê chờ mong anh trở về. Trời ơi, dài ghê vậy đó. Tôi đi rất xa chắc là không tái hiệp, mình kể như là vĩnh biệt. Cô đừng mong đợi hoài công, mà hãy sớm lo đi lấy chồng. Tôi không lấy chồng đâu, nhưng em đã trọn lòng yêu anh là người duy nhất. Và những giây phút mặn nồng lẽ đâu anh đành đoán đức mà. Nè cô đừng nói gì thêm cho lòng tôi bực rưng. Cứ xem như mình chẳng quen nhau hay là mình đã nằm chiếm bao. Anh Nguyên Phong, anh không còn yêu em nữa phải không? Chắc vậy đó. Nghĩa là anh đã lộ bản mặt thật của một thằng sở khanh điểu giả đó phải không? Tôi điểu thiệt chứ không có điểu giả đâu cô. Nguyên Phong, thật tôi không ngờ. Tôi không ngờ anh là con nhà danh giá cao sang. Phụ thân anh là một tổng binh mà. Nè, đừng có nói quan trọng. Tôi chẳng ăn nhầm gì với ông hết trơn á. Anh vừa nói gì? Tôi chỉ là con nuôi của tổng binh Mã Nhược Sơn. Bây giờ tôi đã khôn lớn rồi, tôi đủ sức răng vào cuộc sống một mình. Những gì ông cho tôi trả lại sau thềm cổng dinh đường cho ông. Cũng như cô, vì cô yêu tôi khi tôi là con trai của một tổng binh. Còn bây giờ tôi chỉ là một đứa con quan. Cô nghe rõ chưa? Tôi chỉ là một đứa con quan, tôi không có cha. Cô nghe chưa? Cô về đi. Anh Nguyên Phong, hai đứa nhỏ đứng yên, đừng cãi lẫy gì thêm nữa. Tôi không có quen thân gì với cô đó. Ông đừng dùng cái tiếng hai đứa, nghe nó không hay đâu. Thế thì ta hỏi từng đứa một, và hỏi chú em đây trước. Tôi phải đi gấp. Ta không cho phép chú em đi. Ông là ai? Ông có quyền gì mà ngăn cấm tôi không cho tôi đi? Chắc hai đứa mới tới làng này nên chưa biết quy danh của ta là Cường Sơn Sát Nhân Đại Vương, ông vua cướp núi Thường Thạch Nhũ. Trời, ông là vua cướp à? Cô bé nghe ta hỏi, nhỏ đó là con nhà ai vậy? Nói thật đi, ta hứa sẽ không làm hại nó bao giờ. Dạ. Còn cô em, trang phục như một tiểu thơ, sao lại giao du với một thằng bá dơ như vậy? Dạ, ảnh là công tử con nhà giàu sang danh vọng lắm. Nhưng ảnh muốn tự lập thân nên ăn bận như vậy để dễ đi đường. Cha của nó làm chức gì và danh tánh là chi? Dạ, cha của ảnh làm tới chức tổng binh lận, tên là Mã Nhật Sơn. Sơn, được rồi, cháu hãy đi đi. Dạ ông ơi, sẵn đây xin ông khuyên giùm cô ấy nên trở về nhà đi. Con gái bị lớn mà đi lang thang một mình nguy hiểm lắm đó. Dạ thưa bác, cháu lên đường cháu đi nghe. Không, anh không thể bỏ em lại được anh Nguyên Phong. Ủa, sao cô em lại đòi theo bên nó vậy? Bộ nó thiếu nợ cô hả? Dạ, một món nợ tình. Trời đất, mới có bị lớn mà đã biết chuyện ái tình. Nghĩa là cô em đã yêu nó à? Dạ, tôi đã trao trọn đời tôi cho ảnh rồi. Trời, tôi nhỏ bây giờ leo thang dữ quá ha. Dạ, ảnh leo thang rồi bây giờ ảnh tính co giò chạy cho nhanh đó. Vậy thì nó là một thằng sở khanh con nít. Cô em nói sớm thì ta đã giết nó nãy giờ rồi.
vì ta ghét nhất là cái hạng sở khanh trên mọi thứ lưu manh. Sao không em chọn tin để chúc phủ cho mình? Tuổi mới mê lên đã biết ai tình quá sớm, không chịu lọc nghe lừa tính toán cần phần. Tôi đã yêu theo tiếng gọi của con tim, gặp ảnh là yêu liền ngay phút đầu tiên. Bởi yêu mau nên sớm lỡ làng duyên, giờ ta khuyên hãy quên nó để bớt sầu. Tôi nhớ ảnh để căm thù ngàn năm. Ta có thể làm gì để giúp cô em? Xin ông đuổi theo giết hắn. Nhưng nó là con của một người quen với ta, ta không thể làm công việc đó. Hắn không phải là con ruột của tổng binh Mã Nhược Sơn đâu. Tổng binh đã nuôi nó từ thỏa nhỏ vì yêu thương mẹ hắn đó. Cô em có biết tên của mẹ nó không? Dạ, tộc danh của bà ấy là Giao Trinh. Giao Trinh, Giao Trinh. Ngày trước dù còn gọi tên Giao Trinh lẫn vào hơi thở chốt, và tiếc rằng chẳng có Giao Trinh vuốt mặt phút sau cùng. Dù có nhờ hoa giá lạnh phòng quê khi đêm về lẻ bóng, phút sau cùng. Dù có nhờ tôi chuyển lại lời chào, nếu gặp bà khi bà còn chăn đơn vui chiếc, thì hãy báo tin chàng đã chết từ lâu. Và cố khuyên bà thời xuân sắp trông qua mau, chưa nên thủ tiếc hơn chồng. Cho má hồng sớm chiều phôi pha, cho giá lạnh phòng quê khi đêm về lẻ bóng. Xin bà nghe cho hết lời tôi. Từng tiếng nói đã làm tim tôi xe thắt. Tôi xin bà nên nhẹ lời quán trách. Tôi chậm bao hôn tin suốt 18 lượt thu tàn. Không, nhưng tôi phải cảm ơn người chậm bao hôn tin, cho tôi được sống với chút hy vọng mộng manh suốt 18 năm đằng đằng. Hy vọng đó giúp tôi lắm lần chiến thắng trước sự kêu gào của một sức sống đang tuân. Chính vì mong con của tao cùng mà tôi đã xem thường giá lạnh chiều đông. Mặc cho năm tháng chất chồng như lá chết, tôi vẫn trọn lòng thủ tiết nuôi con. Bây giờ con tôi đã lớn hơn, thì chàng rủ năm xương tàn trong lòng đất. Cảm ơn ông đã giữ trọn lời phó thác, trong thế cuộc thường con có mặt kẻ chân. Tôi đã có nỗi vui riêng khi làm tròn bổn phận. Giờ tôi rất cần gặp mặt con tôi. Hà Nguyên Phong. Đúng rồi, đó là tên của nó. Bà yên tâm, tôi sẽ đưa nó đến đây cho bà gặp mặt. Kìa, Giáo Trinh, tôi trở lại hành dinh thì tứ về vắng vẻ. Thuộc hạ báo tin nàng và con đã ra đi. Xin Mã huynh thứ lỗi cho, thiếp lo sợ cho con nó đơn thân trên đường sương gió. Thế ra nàng không cùng đi một lượt với con à? Thiếp đã đi tìm nhưng vẫn chưa gặp nó. 18 năm nay nó vẫn được nàng và tôi thương yêu hết mực, và nó ngỡ rằng nó là con ruột. Nhưng bây giờ thì con đã hiểu, dưỡng phụ không phải là cha ruột của con. Kìa Nguyên Phong, ai nói cho con biết chuyện này chứ? Nguyên Phong, người đó là ai vậy con? Hả? Chủ ngục có nói nhưng con vẫn không tin. Bây giờ ông vua cướp núi nói con mới tin. Và ông ta còn nói rằng ông ta là bạn của cha con nên hứa sẽ thương con, dìu dắt con nên danh phận với đời. Ông khuyên con phải xa rời, giàu sang lao vào gian khổ lập thân. Nguyễn Phong, con đừng lắc lắc tai hại, tự hủy hoại cuộc đời. Con sẽ trở nên người bị rẻ tính nếu gia nhập lũ Cường Sơn. Ông hứa với con là không còn tiếp tục sống nghề Cường Nghị Sơn. Nhưng ta không muốn xa con. Dưỡng phụ có cần nghe con lặp lại lời chú ngôn? Chú ấy nói rằng
cha em già thương con, bởi cha nuôi ý định cùng mẹ con hòa hợp để chung sống bên nhau. Nay con đi là một việc cho vững thủ tròn mộng đẹp. Nguyên Phong, con xin vĩnh biệt, xin dưỡng phụ hết lòng săn sóc mẹ con. Nguyên Phong, con định đi đâu? Con theo bạn của cha con. Kiên Quynh, anh hãy vào bắt giữ thằng Nguyên Phong lại. Chú Kiên, nếu chú bước tới thì chú đừng trách sao. Tôi không vì chú đó. Sư đệ, chỉ có đệ mới mong quốc phục được nó dễ dàng thôi. Vậy thì ta đành phải dùng nỗ lực với Nguyên Phong thôi. Dừng tay lại Mã Nhật Sơn. Hả? Đừng chạm đến con. Con của bạn ta mà xảy ra điều đáng tiếc, để làm tròn lời ký thác của một bạn thân, người đó cũng là bạn của Mã Nhật Sơn và của cả ông Bất Kiên đây nữa. Lão, ta không có người bạn nào làm Cường Sơn Thảo Khấu. Sơn đệ, bộ Sơn đệ quên là mình có thằng bạn Hà Nguyên Vũ hay sao chứ? Trước khi nhắm mắt, Hà Nguyên Vũ tỏ ý nhờ tôi giùm chăm lo cho đứa con trai thuở bé đến bây giờ mà ngài nuôi. Dù muốn nó theo tôi đã lâu rồi, ta biết rằng tình vẫn chờ người xưa trở về. Ta mới nghe qua bất ngờ, từ lâu thiết giấu Kiên Quynh chỉ vì thương trẻ, sợ con đau lòng biết cha mình ngày xưa là kẻ thấp hèn, Nguyên Vũ già nơi đâu tiếc không đành xa con. Giờ ta đã quá hiểu rành câu chuyện rồi. Không, ta không thể nào nhìn con bạn làm Cường Sơn được. Từ đêm nay, ta giải tán bọn Cường Sơn và mang Nguyên Phong đi một thời gian sẽ trở lại. Nguyên Phong! Dạ, theo bác. Dân! Kìa, Nguyên Phong! Nguyên Phong! Sao con bỏ mẹ? Nguyên Phong! Giao Trinh! Giao Trinh! Tỉnh lại đi! Giao Trinh! Sơn đệ à, huynh nghi thằng ăn cướp bao mặt kia chính là nó đó. Nhưng nói lại, nó là Hà Nguyên Vũ. Bây giờ theo dõi nó. Hà Nguyên Vũ, Hà Nguyên Vũ. Nguyên Phong cháu. Dạ. Nghe bác hỏi thật, nay mai cháu sẽ theo bác đi xa. Vậy ngoài cha nuôi và mẹ ruột, cháu có còn nhớ thương ai khác hay không? Dạ thưa bác, dạ. Dạ không bác à. Bác lại cho rằng có. Người đó là cô gái mà bác đã gặp ở chân núi hồi sáng này. Dạ con bé đó thì bác biết nó đã tao thân cho cháu. Dạ thưa bác, thì chuyện đó thì có. Nhưng mà đó chỉ là những giây phút ngông cuồng mà cháu muốn quên đi. Không, cháu không thể làm như thế được. Bác à, cháu... Ngày trước cha cháu đã có lần trót làm một gã sở khanh. Chỉ có một lần đó mà cha cháu phải ăn năn cho tới chết. Vậy bây giờ bác dạy cháu phải làm gì đây? Bác không muốn cho cháu trở thành một gã sở khanh. Thôi, bác đi có chút việc. Bác ơi, bác à, bác. Sao lạ vậy nè? Ông làm gì ông cha của mình vậy đó? Bác ơi bác, chờ cháu đi bác ơi bác. Đại Dương ơi, Đại Dương. Đại Dương đã xuống núi vì có việc rồi. Giờ ta là Phó Dương tiếp chuyện nàng có được không? Ông ơi. Ta biết nàng. Ta biết nàng căm hận một thằng quắc con, nên nàng muốn tìm Đại Dương để xin một nhát gươm giết nó. Không. Tôi đã hết căm thù ảnh rồi. Xin ông đừng làm hại người tôi yêu. Nàng muốn sao cũng được, với điều kiện là nàng phải trao thân cho ta. Hãy lại đây, lại đây. Không, ta thà chết chứ quyết không để ra vào quân hung bạo. Lại đây mà, lại đây. Lại đây, có kìa. Mạnh hùng, dừng lại. Sao nhà ngươi dám cãi lệnh ta? Cãi lệnh đại ca? Đó là điều mà tôi hằng mong đợi từ 18 năm qua. Vì đâu có vua cướp đuối nào mà ra lệnh cho đàn em không được hàng ngày chiến bóng thượng nhật.
trồng cả 18 năm phải trồng khoai cây lúa mà ăn. Ta muốn tập các ngươi thử bỏ nghề cướp giật, sống như đời lương dân thử xem có chết hay không. Chết không chết, nhưng mà cơm thiếu sống lục tung, thiếu con gái thiếu đàn bà rồi thiếu vàng bạc thiếu rượu ngon nữa. Hôm nay có một em mà thì đại ca dành riêng hưởng lạc thằng hồ đồ hai em ngay à, không thử liệu sống chết một phen. Mạnh hùng, lẽ ra nhà ngươi phải chết theo kỷ luật, nhưng ta thương tình không khe khắc gì đặt em. Hãy thu xếp hành trang rời khỏi làng này lập tức. Cảm ơn lòng đại lượng của đại ca, nhưng đại ca sẽ hối tiếc là đã trót tha cho tôi đó. Tạm biệt. Bác ơi, trước khi gặp lại con nhỏ đó, cháu hãy giữ lấy vòng hoa. Bác à, cháu xin được bày tỏ chuyện này. Cháu nhận cưới nó đi, thì muốn tỏ gì cũng được. Nhưng mà nàng đang bất tỉnh. Cháu hãy lánh mặt vào trong chờ xem và chứng thực trái tim của nàng. Lánh mặt vào trong đi. Vâng. Quân trốn mặt, hãy giết ta đi, giết ta đi. Kìa, cô em đã trong lòng. Gã đàn em đốn mặt đã bị ta giết đi trước khi cô em hồi tỉnh. Sao? Ông đã giết hắn rồi à? Phải. Tôi xin cảm ơn ông. Cô em hãy nghe ta lặp lại lời của cô em nói với ta ban sáng, là nếu ta giết được gã thanh niên mà cô em oán hận, thì ta muốn gì cô em cũng làm đẹp lòng ta, phải không? Dạ. Nhưng thưa ông, thế nào? Khi cơn nóng giận nguôi đi, tôi đã nghĩ là tôi rất cần ảnh sống. Sự sống của nó hiện nằm gọn giữa tay ta. Ta đã cho bắt nó đem về giam trong hầm tối sau việc này. Chờ phút ra tay giúp cô em trả hận. Không đâu ông à, khi cơn giận đã trôi qua, tôi chợt kiểm tra mình còn yêu nồng nhiệt. Anh chết đi, tôi không thể nào sống được. Ta không cần biết đến chuyện kia, ta chỉ nhắc cô em nhớ lời ước hẹn, mà giờ ta xem như là một điều kiện. Nếu cô em muốn cho hắn sống thì hãy nhận lời làm vợ của bộ hạ ta. Nhưng tôi quyết yêu anh ấy trọn đời, dẫu biết rằng anh ấy chẳng yêu tôi. Nàng cãi lời ta, hắn sẽ bị giết liền. Hãy chờ ta mang đầu của hắn vào xem. Khoan, ông ơi xin ông khoan đi, giết người tôi yêu trọn kiếp. Hãy gọi bộ hạ ông đến bên tôi, đến bên tôi mà vui đùa cho thỏa thích, rồi biến một cô gái đang xuân thành một xác quá tàn. Tôi gia xin ông hãy tha mạng cho chàng và cho tôi gặp mặt lần sau chốt để tâm sự cùng chàng xưa phút chia ly. Rồi khi tôi tận mắt trông chàng ra khỏi cuộc hiểm nguy, thì tôi sẽ gả vào vòng tay bộ hạ, chờ trao thân quân sắc khi gió ngửa người yêu lần cuối quyền. Về đâu? Hãy áp giải Nguyên Phong đến đây. Liên Thoa, anh đi nè em. Nguyên Phong. Giờ đến đây người yêu ơi, duyên đã đến rồi.
bên nhau mãi không rời. Liên Hoa ơi, chúng ta sẽ tay nắm trong tay tìm tương lai quên dị dàng, và đây dòng hoa biểu tượng lòng thương cảm, anh dùng tay xin lệ gửi trao em trọn vẹn tấm chân tình. Rồi anh sẽ đưa em về mẹ cha thưa chuyện chúng mình, và tính tưởng gia đình mình sẽ tan thành duyên kiếp của đôi ta. Phần anh tuy bất hạnh mất cha, nhưng may nhờ có một ông bác thương yêu như tình ruột thịt, hai họ sẽ ân quang nhìn đôi ta vui đẹp mối duyên tình. Liên Hoa, em Liên Hoa, em không ngờ, em không ngờ có được phút này hạnh phúc bên anh. Phép lạ nào đã cứu vãn cho tình của chúng ta không gian dở. Nguyên Hoa, Liên ơi, phép lạ là tình em yêu anh bao la chân thành như đại dương lòng vô, và phép lạ đó cũng là lòng cao đẹp tốt cùng của đại ân nhân. Người ấy đã dạy rằng anh với tư cách một nghiêm thân để lưu tâm trên tương lai của con trẻ. Người ấy đã tạo dịp cho tình em bừng cao lên như ánh lửa, khiến anh hối hận ăn năn vì đã hành động sợ cánh đối với kẻ có chân tình. Người đó là ông vua cướp núi phải không anh? Ông ta là đại ân nhân đã hồi sinh tấm tình hai đứa, là kẻ đã hộ trì cho hạnh phúc của đôi ta. Ông ấy đâu rồi? Ta sắp đi xa, vì cháu Nguyên Phong hãy đưa Liên Hoa về nhà chờ ngày vui sắp tới. Cháu sẽ đưa vợ cháu theo bác luôn. Không được, đường ta đi là đường không định hướng, hai cháu còn trẻ lắm, đừng dãi khờ theo ta nữa. Nhưng lâu lâu cháu phải gặp bác một lần. Được rồi, ta hứa, ta hứa có dịp là ta sẽ trở lại thăm. Bác ơi, nhưng ân bác như là biển trời, cháu làm sao đền đáp? Ơn nghĩa gì khi ta xem cháu cũng như là con bác. Thôi, con hãy sớm lên đường, ta cũng sắp sửa đi đây. Anh ơi, ông bác của anh tốt bụng như vậy, sao em nghe cha nuôi anh nói là ổng sắp lên đây bắt vía? Ai đụng tới bác anh hả, thì anh liều sống chết một phen. Bây giờ anh tính đưa em theo ổng luôn, mình xuống chân núi trước, chờ ổng đi qua rồi mình theo dấu ổng ha. Rồi chừng nào mình về nhà? Khi nào nên danh phận rồi hẳn hay. Đi em. Vào đây nè em ơi. Dạ. Vào đây chia phần mình cướp được, và giữ cuộc bầu tân thủ lãnh của chúng ta. Dạ, dạ đúng rồi. Tôi đại diện anh em bầu anh Mạnh Hùng vào chức đại ca. Dạ. Và xin đại ca cho lệnh giết Hàn Nguyên Vũ đã làm khổ chúng ta suốt 18 năm dài. Đúng. Đại ca Mạnh Hùng đã giúp chúng ta, chỉ một đêm xuống núi đã đầy đủ bạc vàng. Đúng rồi. Đồ khôn kiếp, hãy im đi. Nói trở lại kìa. Để trừng trị chúng bay đã làm hỏng một công trình 18 năm xây đắp. Tên chúa đảng Trường Sơn, Mã Tông Binh đơn thân tìm đến đây rồi để hỏi tội nhà ngươi đã cho bọn đàn em xuống núi giết người cướp của. Ta sẵn sàng đây, dù rằng ta không hề ra lệnh cho đàn em cướp giật. Tên chúa Trường Sơn, ta sắp giếng xào huyết nhà ngươi với lưỡi gươm chân. Nhân danh luật pháp, khi ta xuất hiện là cuộc giao đấu diễn ra ngay. Ta sẵn sàng rồi. Ta vào đi. Chết. Trời, Mã Nhật Sơn, mày đã giết Hà Nguyên Vũ rồi. Tao nghĩ là đúng mà. Hà Nguyên Vũ đây sao?
Trời ơi, Vũ, tại sao mày bịt mặt? Tại sao mày lại chịu chết như vậy hả Vũ? Vũ, tao muốn chết, chết để cho mày làm tròn bổn phận một vị tổng binh. Đời mày rạng rỡ thì đời của Hà Nguyên Phong sẽ nhờ đó mà rạng rỡ. Vũ, đâu, đâu, anh Vũ đâu rồi? Hà Nguyên Vũ của tôi đâu? Hà Nguyên Vũ, tại sao chẳng đành bố mẹ con em? Cha, cha của tôi đâu? Cha của tôi đâu? Trời ơi, ai đã giết chết cha tôi? Ai đã giết cha? Trời ơi, con đã hiểu rồi. Đây mới chính thật là cha của con mà. Phong cha. Con, không ai giết cha, mà chính cha tự sát. Vì cha không còn thiết sống nữa trên đời này. Cha, trời, sao cha muốn bỏ con? Tại sao không muốn nhẫn nhịn con? Để cho con được hưởng tình phụ tử. Dầu cha là người hiền hay là kẻ dữ, con vẫn tôn thờ kính trọng và cha. Nếu thật thương cha, con chớ quên lời dạy bảo sao cùng thờ má nhật sương hết giả hết lòng. Lo kiên tạo thân danh sống đời thiện, cho xứng đáng là con của một vị đại quan. Phải cố tu thân để làm vui lòng cha dạy. 18 năm đi qua mẹ con đau khổ âm thầm. Nguyên Vũ, Vũ ơi là Vũ, hồi nào ăn một mâm nằm một chiếu, rồi bây giờ mày chết có một mình, mà tao thì tao sẽ chết đau mày. Anh ta bắt kiên, nếu thương tôi, anh hãy lo cho cháu Hà Nguyên Phong và hạnh phúc của Nguyên Vũ. Tao xin thề giữ lời hứa cho tới chết. Con đi cha.